Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Một bệnh viện tư nhân 100% vốn FDI bị ngưng hoạt động vì giấy phép hết hạn. Ngày 28 tháng Giêng, AFA tiếng Việt loan tin, bệnh viện tư nhân 100% vốn FDI đầu tiên tại Việt Nam ngưng hoạt động. AFA dẫn thông báo của Bệnh viện Quốc tế Colombia Asia gia định có trụ sở tại số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh cho biết. Bệnh viện này sẽ ngưng toàn bộ hoạt động từ ngày 31 tháng Giêng năm 2024. Lý do ngừng hoạt động của bệnh viện được truyền thông loan trong ngày 28 tháng Giêng là hết hạn giấy chứng nhận đầu tư và không còn đủ nhân lực để hoạt động. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết trước đó trong công văn gửi Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Colombia Asia Việt Nam, đơn vị chủ quản của bệnh viện quốc tế. Colombia Asian Gia Định cho biết, thời hạn hoạt động của các cơ sở theo giấy chứng nhận đầu tư sắp hết hạn. Đại diện công ty này cho biết, thời hạn theo giấy phép đầu tư mà đơn vị này giải trình là 25 năm kể từ ngày 17 tháng 8 năm 1999. Đó cũng là lý do mà công ty không được gia hạn giấy phép hoạt động và phải có nghĩa vụ chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản cố định cho nhà nước Việt Nam. Một số ý kiến cho rằng lý do không gia hạn giấy phép cho công ty colombia Asia Việt Nam vì nghĩa vụ chuyển giao không bồi thường toàn bộ tài sản cố định cho nhà nước Việt Nam. Có phải là một lý do để hợp thức hóa việc cướp đoạt tài sản trắng trợn hay không? Trong bối cảnh nền kinh tế đang tê liệt, các nhà đầu tư nước ngoài e ngại không dám đầu tư vào Việt Nam, thậm chí đã đầu tư rồi cũng rút vốn. Điển hình như Intel và Ortex mà chính phủ Việt Nam lại còn đối xử với một nhà đầu tư lâu năm như vậy thì thử hỏi còn có nhà đầu tư nào dám bỏ vốn vào Việt Nam hay không? Và đây là hình bệnh viện quốc tế Colombia Asia gia định. Hơn nữa ai cũng biết tình trạng nền y tế Việt Nam hiện nay rất tồi tệ, các bệnh viện công đều quá tải, nhếch nhác và thiếu trang thiết bị y tế, kể cả thuốc men. thì bệnh viện nước ngoài đầu tư là một lựa chọn cho người bệnh. Như vậy đuổi đi một bệnh viện tốt, có phải chính phủ muốn để dân sống chết mặt bay hay không? Theo AFA, trong thông báo gửi khách hàng mới đây, bệnh viện nói rằng rất tiếc khi phải làm thủ tục ngưng hoạt động. Ngoài ra, thông báo cũng sẽ ngưng luôn hoạt động tại phòng khám đa khoa quốc tế Colombia Asian Sài Gòn ở quận Nhất. Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho ý kiến về việc ngưng hoạt động của bệnh viện Colombia Asian gia đình không rõ lãnh đạo Bộ Y tế và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ý kiến như thế nào, sẽ cấp giấy cho bệnh viện tiếp tục hoạt động không, hay quyết định trưng thu tất cả tài sản của bệnh viện này. Và đây là hình phòng khám đa khoa quốc tế Colombia Asian Sài Gòn. Vẫn theo AFA, hiện tại trang web của Colombia Asian Việt Nam có thông báo ngưng hoạt động được đăng vào ngày 24 tháng Giêng năm 2024. Nội dung thông báo ghi rằng chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bệnh viện quốc tế Colombia Asian gia định và phòng khám đa khoa quốc tế Colombia Asian Sài Gòn phải làm thủ tục ngưng hoạt động từ ngày 31 tháng Giêng năm 2024 thời hạn hoạt động của các cơ sở của công ty trách nhiệm hữu hạn Colombia Asian Việt Nam theo giấy chứng nhận đầu tư sắp hết hạn theo giấy chứng nhận đầu tư công ty có nghĩa vụ pháp lý chuyển giao không bồi hoàn toàn bộ tài sản cố định cho nhà nước Việt Nam khi hết hạn hoạt động và đó cũng là lý do công ty không được gia hạn giấy phép hoạt động của mình. AFA cho biết thêm, bệnh viện quốc tế Colombia Asian e Gia Định thành lập năm 1998 là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư trực tiếp từ 100% vốn nước ngoài với 20 giường được thiết lập, phục vụ đầy đủ các chuyên khoa cho người bệnh. Hiện nay, ngoài bệnh viện đặt tại đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh và phòng khám đa khoa ở quận Nhất Công ty Colombia Asian Việt Nam còn có bệnh viện Colombia Asian Bình Dương. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin một bệnh viện tư nhân 100% vốn FDI bị ngưng hoạt động vì giấy phép hết hạn. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ông Trump lại thua kiện trước bà E. Jean Caron. Ngày 27 tháng Giêng, các phóng viên của BBC đưa tin từ tòa án ở New York. Theo đó, ông Trump thua kiện phải bồi thường hơn 83 triệu đô la vì phỉ bán bà E. Jean Caron. BBC cho biết số tiền mà bồi thẩm đoàn đưa ra trong phiên tòa dân sự bao gồm hơn 18 triệu đô la bồi thường thiệt hại và 65 triệu đô la tiền phạt. Theo BBC, ông Trump tuyên bố sẽ kháng cáo gọi vụ việc là một cuộc săn phù thủy và bản án hoàn toàn lố bịch. Khoản bồi thường thiệt hại nhằm mục đích giải quyết những tổn hại mà những bình luận của ông Trump đã gây ra đối với danh tiếng và sức khỏe tinh thần của bà Karen. Và đây là hình bài trên BBC Tiếng Việt. Hội đồng xét xử cũng đưa ra một hình phạt mang tính trừng phạt nhằm ngăn chặn ông Trump tiếp tục lên tiếng chống lại nữ nhà báo. Mất chưa đầy 3 giờ để bồi thẩm đoàn 9 người, gồm có 7 nam và 2 nữ, đưa ra phán quyết vào chiều ngày 26 tháng Giêng. BBC dẫn phát biểu của luật sư Robbie Kaplan, luật sư của bà Karen cho biết, phán quyết hôm nay chứng minh rằng pháp luật áp dụng cho tất cả mọi người ở đất nước chúng ta, ngay cả những người giàu có, thậm chí cả những người nổi tiếng, thậm chí cả các cựu tổng thống. BBC cũng cho biết, trong phiên tòa, thẩm phán Lewis Kaplan đã khuyên các bồi thẩm đoàn không nên sử dụng tên thật của họ do tính chất nhạy cảm của vụ án. Khi phiên tòa kết thúc, ông khuyên họ nên tự do thảo luận về trải nghiệm của mình. Nhưng ông không nói thêm rằng, theo quan điểm cá nhân, họ không nên nói cho ai biết rằng họ đã tham gia vụ kiện này. Bên cạnh đó, BBC cho hay, ông Trump đã nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai trái, thậm chí phủ nhận rằng Ông đã từng gặp bà Caron kể cả vào sáng ngày 26 tháng Giêng. Nhưng sau phán quyết, ông đã kiềm chế không công kích trực tiếp nữ nhà báo khi đăng kết quả vụ án lên nền tảng mạng xã hội True Social của mình. Và đây là hình ông Trump vẫy tay với người ủng hộ trước khi vào tòa. BBC cho biết thêm, một phiên tòa dân sự năm ngoái kết luận ông Trump đã tấn công tình dục bà Caron, một nhà báo trong phòng thay đồ của cửa hàng bách hóa Baddaw Goodman vào những năm 1990. Bồi thẩm đoàn khi đó cũng tuyên bố cựu tổng thống phải chịu tội phỉ bán vì gọi lời buộc tội của bà là dối trá và ông Trump được lệnh phải bồi thường thiệt hại cho bà Caron khoảng 5 triệu đô la. Vẫn theo BBC, vụ án kết thúc ngày 27 tháng Giêng tập trung vào những bình luận phỉ bán khác nhau của ông Trump vào năm 2019. BBC dẫn lời bà Caron cho rằng vụ án này cũng nhằm trừng phạt ông Donald Trump phiên tòa này nhằm mục đích khiến ông ấy phải dừng lại một lần và mãi mãi. BBC dẫn ý kiến của các luật sư của bà Caron nói với tòa án rằng những tuyên bố của ông Trump đã gây ra hàng loạt lời đe dọa, giết chết, hiếp dâm và chỉ trích gây gắt trên mạng đối với bà. Và đây là hình bà Caron bên ngoài tòa án. Ngoài ra, BBC cho biết ông Trump phải đối mặt với 4 vụ án hình sự và dân sự với tổng số 91 tội nghiêm trọng và là tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị buộc tội. Ông nhiều lần khẳng định các vụ án pháp lý khác nhau mà ông phải đối mặt đều do các đồng minh của tổng thống Mỹ Joe Biden, một đảng viên Đảng dân chủ dàn dựng. BBC tiếp tục cho biết, với tư cách là ứng cử viên dẫn đầu cuộc đua vào tòa Bạch ốc của Đảng Cộng hòa, ông Trump có vẻ sẽ tái đấu với ông Biden trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024. BBC dẫn quan điểm của ông Dmitry Sahnivik Giáo sư tại Đại học Tư pháp Hình sự John Jay nói rằng, các luật sư của bà Caron đã lập luận thành công rằng vì những thiệt hại đáng kể mới có thể buộc tội ông Trump ngừng bôi nhỏ bà. Giáo sư luật Caron Tobias của Đại học Richmond nói với BBC rằng, sự thiếu tôn trọng mà ông Trump thể hiện đối với thẩm phán, bồi thẩm đoàn, luật sư đối lập và đặc biệt là bà Caron có thể đã hỗ trợ cho trường hợp của bà và khiến họ xác định rằng một phán quyết bồi thường thiệt hại lớn là phù hợp và được đảm bảo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ông Trump lại thua kiện trước bà E. Jane Caron. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.